Mỗi chúng ta luôn khát khao được đổi đời và không ngừng mơ mộng về đỉnh cao tiền tài, danh vọng, nhưng có mấy người trân trọng từng phút giây và đủ dũng khí biến điều đó thành sự thật. Thay vì sinh hoạt điều độ, lên kế hoạch trước cho ngày hôm sau và dậy sớm tập thể dục, 95% dân số thế giới lại chọn làm con cú đêm và sau ngủ. Họ cuống cuồng thức giấc với thâm tâm rã rời. Người muộn học, kẻ muộn làm, ngày qua ngày, tháng qua tháng, họ quay cuồng với cuộc sống hệt như chú chuột hamster bận rộn với chiếc vòng quay của mình. Trong khi nếu chúng ta khởi động buổi sáng với một năng lượng tràn trề và sự tập trung cao độ thì công việc và cuộc sống chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ, mọi mục tiêu sẽ được hoàn thành dễ dàng hơn. Hiểu được tầm quan trọng của việc bắt đầu buổi sáng, Hal Elrod và nhóm đồng tác giả đã cùng nhau viết bộ sách The Miracle Morning, Buổi sáng diệu kỳ, gồm 8 cuốn, và Buổi sáng diệu kỳ dành cho sinh viên là một trong 8 cuốn đó. Như cái tên của nó, đối tượng hướng đến chủ yếu là sinh viên. Cuốn sách này sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn sinh viên trên khắp thế giới, chỉ dẫn cho bạn cách tiến bộ ngay từ khi còn là sinh viên. Nhưng quan trọng hơn nữa, nó sẽ giúp cải thiện toàn bộ cuộc sống cá nhân của bạn. Với 3 phần và 13 chương, qua mỗi chương, tác giả sẽ dẫn dắt bạn tiến gần hơn đến thành công thông qua những phương pháp cụ thể. Hãy yên tâm là có chỉ dẫn chi tiết từng bước rõ ràng. Việc của bạn chỉ là đọc và áp dụng những gì bạn thấy phù hợp với bạn từ cuốn sách này. Từng bước một, bạn sẽ bắt đầu hành trình đến với phiên bản tốt hơn của chính mình. Mỗi ngày hãy tâm niệm khi tỉnh giấc, hôm nay tôi thật may mắn vì được thức dậy, tôi đang sống, tôi có một đời người quý báu, tôi sẽ không lãng phí nó, tôi sẽ sử dụng toàn bộ năng lực của mình để phát triển bản thân, mở rộng trái tim đến những người xung quanh, tôi sẽ giúp đỡ mọi người nhiều nhất có thể trong khả năng. Phần 1. Buổi sáng diệu kỳ Life Savers. Tại sao buổi sáng lại quan trọng? Bạn có thường cảm thấy quá tải khi bắt đầu một ngày mới? Tôi cá rằng hầu hết các bạn sinh viên đều có cảm giác này. Rất nhiều người ấn snooze để trì hoãn việc thức dậy. Một ngày của họ thường chỉ bắt đầu khi họ buộc phải ra khỏi giường và khi đã muộn giờ học. Hầu hết sinh viên đại học đều tin rằng họ không thể dậy sớm và dấu hiệu trì hoãn bắt đầu từ đây. Nhưng nếu bạn nghe những điều này, có thể bạn sẽ suy nghĩ lại và bắt đầu dậy sớm. Dưới đây là một vài lợi ích nổi trội bạn sẽ được tự mình trải nghiệm. 1. Bạn sẽ có điểm trung bình GPA cao hơn. 2. Bạn sẽ chủ động và làm việc năng suất hơn. 3. Bạn sẽ lường trước được những vấn đề và ngăn chặn chúng xảy ra. 4. Bạn sẽ lên kế hoạch một cách chuyên nghiệp. 5. Bạn có nhiều năng lượng hơn. Với những bằng chứng khoa học rõ ràng như vậy, các chuyên gia đã chứng minh những buổi sáng dậy sớm chứa đựng bí quyết để có một cuộc sống thành công vượt bậc. Chiến lược 5 bước chống ngủ nướng. Nếu như bạn đã đưa ra quyết định là từ mai phải dậy sớm, nhưng lại không biết phải làm gì, khi cứ sáng ra là quen tay tắt báo thức, thì đây là 5 bước giúp bạn chiến thắng cơn mê dại mỗi sáng. Phút thứ nhất, đặt ra các dự định trước khi đi ngủ. Bước đầu tiên là cần quyết định có ý thức mỗi đêm trước khi đi ngủ về việc chủ động tạo ra một kỳ vọng tích cực cho buổi sáng hôm sau. Hãy hình dung và khẳng định nó với chính mình. Hãy lập một kế hoạch thú vị cho sáng hôm sau để khi báo thức kêu lên bạn có động lực để thức dậy. Phút thứ hai, đặt đồng hồ báo thức ở phía bên kia phòng. Hãy nhớ đặt báo thức càng xa giường càng tốt. Điều này sẽ buộc bạn phải thực sự ra khỏi giường và đưa cơ thể vào trạng thái vận động để bắt đầu ngày mới. Vận động tạo ra năng lượng, do đó việc ra khỏi giường và di chuyển qua phía bên kia phòng sẽ giúp bạn thức dậy một cách tự nhiên. Tuy nhiên, tránh khả năng bạn sẽ quay lại giường, hãy thử thêm vài bước khác. Phút thứ 3, đánh răng. Ngay sau khi ra khỏi giường và tắt báo thức, hãy đi thẳng vào nhà tắm và đánh răng. Hành động này khiến bạn có thêm mức quyết tâm để thức dậy, vì sẽ ít cám dỗ quay lại nếu như đã cố thực hiện đến bước này. Phút thứ 4, uống một cốc nước đầy. Bổ sung nước là điều tối quan trọng cần làm trước tiên vào mỗi sáng.
Sau 6 đến 8 giờ không uống nước, bạn sẽ bị mất nước nhẹ, gây ra mệt mỏi. Mục đích của việc uống nước sau khi thức dậy sẽ giúp bạn có thêm tỉnh táo. Phút thứ 5, thay đồ tập thể dục hoặc đi tắm. Nếu có hai lựa chọn cho phút thứ 5 này, bạn có thể thay đồ tập và bắt đầu với bài tập thể dục mỗi sáng, hoặc cũng có thể đi tắm. Hai cách này đều mang lại hiệu quả như nhau, giúp bạn thực sự tỉnh táo để bắt đầu cho một ngày mới. 5 bước nói trên tạo đà cho bạn, để chỉ trong một vài phút, bạn sẽ sẵn sàng thức dậy thay vì cảm thấy mệt mỏi vì ngái ngủ. Và tôi tin rằng rất ít người còn quay lại giường sau khi đã vượt qua 5 bước này. Life Savers. Cụm từ viết tắt Savers được Hall sáng tạo dựa trên việc chọn những bài tập hiệu quả nhất, đưa vào để trở thành một quy trình buổi sáng thường nhật và trở thành công thức của buổi sáng diệu kỳ hoàn hảo cho những người bận rộn và thành đạt. S. Silence, sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng, bài thực hành đầu tiên trong chuỗi Savers, là một thói quen quan trọng đối với sinh viên đại học. Nếu bạn đang mắc lỗi bằng cách lập tức vồ lấy điện thoại hoặc máy tính và chìm đắm trong những email, điện thoại mạng xã hội hoặc tin nhắn, thì đây là dịp để tìm hiểu sức mạnh của việc khởi đầu mỗi ngày với sự tĩnh lặng, bình yên và ý nghĩa. Bạn có nhiều lựa chọn cho việc thực hành sự tĩnh lặng, và đây là một vài gợi ý giúp bạn bắt đầu, không theo một trình tự cụ thể nào. Thiền định, cầu nguyện, suy ngẫm, thở sâu, tri ân. Dù bạn chọn cách nào, hãy đảm bảo bạn không ở trên giường trong khoảng thời gian luyện tập tĩnh lặng, và tốt nhất là nên ra khỏi phòng ngủ. Thiền định giúp bạn sống chậm lại và tập trung vào chính mình. Hãy bắt đầu thực hành thiền định và nói lời tạm biệt với cảm giác bị phân tán, lơ đễnh, lan man không mục đích suốt cả ngày. Khi bạn ở trong trạng thái tĩnh lặng, một không gian được mở ra cho riêng bạn trước khi bạn phải đối mặt với bất kỳ ai. Điều này mang lại một lợi ích to lớn, giúp bạn có được sự sáng suốt, tĩnh tâm cần thiết để thực hiện mình tốt nhất khi tương tác với những người xung quanh. A. Affirmation, tự khẳng định. Khoa học đã chứng minh rằng những lời tự khẳng định khi được áp dụng đúng cách sẽ là một trong những công cụ hiệu quả nhất giúp bạn nhanh chóng trở thành con người bạn cần để đạt được mọi thứ bạn muốn có trong đời, cho chính bạn từ kết quả học tập đến các mối quan hệ. 4 bước xây dựng lời tự khẳng định hiệu quả của buổi sáng diệu kỳ. Bước 1, kết quả lý tưởng mà bạn cam kết và lý do tại sao. Bước 2, những việc cần làm bạn cam kết vào thời điểm thực hiện. Bước 3, tuyên bố lời tự khẳng định mỗi sáng cùng cảm xúc. Bước 4, luôn cập nhật và phát triển những lời tự khẳng định. Chương trình trong tâm trí bạn có thể cải thiện bất cứ lúc nào, nhưng tốt nhất hãy bắt đầu từ giây phút này. V. Visualizations, hình dung. Hình dung là kỹ thuật sử dụng trí tưởng tượng để tạo ra một hình ảnh hấp dẫn về tương lai, cho bạn một bức tranh rõ ràng, tạo động lực nhằm giúp bạn biến tưởng tượng thành sự thật. Phương thức nổi tiếng này từ lâu đã được các vận động viên tầm cỡ thế giới áp dụng để tối ưu hóa hiệu suất. Họ kết hợp hình dung như một phần trong phương thức luyện tập hàng ngày, và ngay cả những doanh nhân thành đạt cũng áp dụng thành công phương thức này. Vậy tại sao chúng ta không cùng áp dụng nó? 3 bước đơn giản của phương pháp hình dung. Bước 1, sẵn sàng. Hãy ngồi một cách thoải mái, có thể ngồi trên ghế, trên sofa hoặc trên sàn nhà, bất cứ đâu khiến bạn thoải mái. Hít thở sâu, nhắm mắt, thanh lọc tâm trí và gạt bỏ mọi giới hạn bạn tự áp đặt lên bản thân, chuẩn bị đón nhận những lợi ích của việc hình dung. Bước 2, hình dung điều bạn thực sự mong muốn. Bạn thực sự muốn gì? Hãy huy động mọi giác quan để tối đa hóa hiệu quả. Hãy trả lời câu hỏi trên và hình dung đáp án một cách thật sinh động và rõ nét. Bạn sẽ ngay lập tức bị thu hút và muốn bắt tay vào hiện thực hóa chúng. Bước 3, hình dung bản thân đang hào hứng thực hiện những việc cần làm. Hãy hình dung ra vẻ mặt quyết tâm của bạn khi bạn tự tin và kiên quyết hoàn thành công việc, nộp được bài luận, tự chăm sóc sức khỏe, làm tốt bài kiểm tra và phấn đấu hoàn thiện bản thân. Sau đó hãy ngồi xuống cùng cuốn sổ tay, lên lịch cho mọi sự việc cần làm một cách cụ thể và hình dung bạn sẽ thực hiện điều đó một cách đơn giản và thành công. Hình dung sẽ là một phương pháp vô cùng hiệu quả khi bạn kết hợp cùng lời tự khẳng định bản thân, thực hiện đều đặn mỗi sáng và bạn sẽ nhận được kết quả không ngờ. E. Exercise, tập luyện. Tập thể dục là một phần không thể thiếu trong buổi sáng diệu kỳ của bạn.
Chỉ cần vài phút tập thể dục mỗi ngày cũng có thể giúp tăng cường đáng kể sức khỏe, cải thiện sự tự tin cũng như tâm trạng, hỗ trợ bạn tư duy mạch lạc hơn và duy trì sự tập trung lâu hơn. Bạn có thể đi bộ hoặc chạy, tập theo một video dạy yoga trên YouTube hoặc tìm một người bạn đồng hành cùng thực hiện buổi sáng diệu kỳ và chơi cầu lông vào mỗi sáng. Chỉ cần vài phút cũng được, miễn là bạn tập thường xuyên và đưa nó trở thành thói quen hàng ngày. Reading, đọc. Tôi khuyên bạn nên quyết tâm đọc tối thiểu 10 trang sách mỗi ngày. 10 trang có vẻ không nhiều nhưng chúng ta hãy thử làm một phép tính. 10 trang sách mỗi ngày tính ra sẽ là 3.650 trang một năm, sắp xỉ độ dày của 18 quyển sách khoảng 200 trang, đủ nâng bản thân bạn lên một tầm cao mới để đưa thành tựu chuyên môn cũng như năng lực học vấn của bạn lên một trình độ cao hơn. S. Scribing, ghi chép. Ghi chép chỉ đơn giản là một cách viết khác của viết lách. Viết lách sẽ mang lại cho bạn lợi ích thường nhật từ việc điều hướng suy nghĩ một cách có ý thức. Nhưng sau cùng, điều đó có sức mạnh hơn cả là những hiểu biết sâu sắc của bạn khi đọc lại ghi chép của mình từ đầu đến cuối, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Với việc ghi chép hàng ngày, bạn sẽ có một tư duy mạch lạc. Viết nhật ký sẽ giúp bạn nhìn nhận rõ ràng hơn và hiểu về quá khứ cũng như hoàn cảnh hiện tại, giúp bạn vượt qua những thách thức bạn đang phải đối mặt và cho phép bạn suy nghĩ, sắp xếp thứ tự ưu tiên, cùng lập kế hoạch làm việc mỗi ngày để tối ưu hóa tương lai của mình. 2. Nắm bắt ý tưởng. Bạn sẽ có thể nắm bắt, tổ chức, mở rộng ý tưởng và tránh đánh mất những ý tưởng quan trọng để dành cho những cơ hội có thể sẽ đến với bạn trong tương lai. 3. Ôn lại các bài học. Nhật ký là nơi để bạn ghi chép lại, tham khảo và xem lại tất cả các bài học mà bạn đang tiếp nhận, đến từ cả những thành công hay sai lầm mà bạn mắc phải trong hành trình phát triển. 4. Cải thiện trí nhớ. Mọi người thường có xu hướng giả định rằng họ sẽ nhớ được mọi thứ, nhưng không phải như vậy. Vì vậy, khi viết ra một điều gì đó sẽ giúp chúng ta nhớ về nó hơn, và nếu có vô tình quên, chúng ta luôn có thể đọc lại một lần nữa. Bạn hãy tập cho mình thói quen viết, ghi chép lại mỗi ngày, viết ra sổ tay, trên thiết bị điện tử hoặc phần mềm ghi chú trực tuyến. Bất cứ lúc nào có ý tưởng, điều này sẽ khiến bạn có vô vàn lợi ích mà bạn không nghĩ đến. Kết luận về Save, chỉ với 6 phút mỗi ngày, bạn sẽ thực hiện xong bài tập của buổi sáng diệu kỳ. Tôi chắc chắn bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng, dù chỉ 6 phút, nhưng có thể giúp một ngày của bạn đi đúng hướng và bạn luôn có thể dành nhiều thời gian hơn khi lịch làm việc của bạn cho phép. Phần 2. Những nguyên tắc không phải ai cũng biết để trở nên thành công. 1. Lãnh đạo bản thân. Tự lãnh đạo là một kỹ năng và tất cả các kỹ năng đều được xây dựng trên những nguyên tắc. Để phát triển và đạt được những mục tiêu thành công như mong muốn, bạn sẽ cần phải trở thành một người tự lãnh đạo thành thạo. Và dưới đây là 5 nguyên tắc cơ bản về việc tự lãnh đạo. Nguyên tắc số 1. Chịu trách nhiệm 100%. Nguyên tắc số 2. Ưu tiên sức khỏe và làm cho việc tập thể dục trở nên thú vị. Nguyên tắc số 3. Hướng đến tự chủ tài chính. Nguyên tắc số 4. Hệ thống hóa thế giới của bạn. Nguyên tắc số 5. Cam kết với sự kiên định. 2. Kiến tạo năng lượng. Là con người, năng lượng của chúng ta cũng có lúc lên lúc xuống, kể cả với sinh viên ưu tú cũng vậy thôi. Vì vậy, cần một bước để kiến tạo năng lượng giúp bạn luôn có đủ năng lượng cho những hoạt động cần thiết. Đó là ăn uống đủ chất, ngủ và thức để chiến thắng. Năng lượng chính là nguồn nhiên liệu giúp bạn duy trì sự sáng suốt, tập trung và phong độ hoạt động để đạt được những kết quả ưu tú từ ngày này qua ngày khác. Phần 3. Những kỹ năng khiến bạn trở thành một sinh viên đại học thành công. 1. Học thuật. Hãy xác định ngành học mà bạn muốn theo đuổi là gì và hết mình biến mình trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực đó. Dưới đây là một trong những phương pháp giúp bạn trở nên xuất sắc trong quá trình học tập của mình. 1. Bạn phải hình dung ra mình sẽ làm gì trong 1 năm, 3 năm và 5 năm tới. 2. Đọc sách. 3. Nói chuyện với cố vấn học tập của bạn. Kỹ năng số 2. Về đời sống xã hội, hãy tạm gác chuyện học hành qua một bên. Điều tuyệt vời nhất ở đại học là những trải nghiệm mà bạn có thể
có được với những người bạn đã gặp gỡ. Bạn có thể tham gia câu lạc bộ hay thành lập một câu lạc bộ của riêng mình, đi tình nguyện hoặc trở thành thủ lĩnh sinh viên. Bạn cũng có thể tham gia các khóa trao đổi sinh viên hay đơn giản là đi du lịch bụi. Ngoài ra, bạn cũng hãy thử đi làm thêm và nên đi thực tập. Vì những việc này sẽ giúp bạn định hình rõ bạn có phù hợp với ngành học của mình hay không và bạn có thực sự đang đi đúng hướng với đam mê. Trong thời gian đại học, bạn sẽ có vô số trải nghiệm đáng giá. Bạn sẽ gặp được những người cùng bạn chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời, truyền cảm hứng cho bạn và thay đổi bạn. Vậy nên, đừng lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp này cho những buổi tụ tập, la cà nhậu nhẹt, mà thay vào đó hãy sử dụng thời gian một cách có hiệu quả để nâng cao thế giới quan của mình. Kỹ năng số 3, chuẩn bị cho cuộc sống hậu tốt nghiệp. Sau những năm tháng đại học, bạn phải chuẩn bị cho mình hành trang để đến với thế giới thực. Lúc này, bạn phải biết chính xác mình muốn làm gì sau khi rời khỏi ghế nhà trường. Mặc dù sau tốt nghiệp, chẳng có con đường nào là hoàn toàn đúng đắn cả. Một số người sẽ chọn tiếp tục học lên cao, một số người bắt đầu đi làm luôn. Có những người lại đăng ký tham gia tình nguyện sau đại học, cũng có người khởi nghiệp và cũng không thiếu người bắt đầu quay lại hành trình tìm kiếm đam mê của mình. Dù bạn làm gì thì cũng chẳng sao cả, vì đó là cuộc đời của bạn. Nhưng không có nhiều thời gian cho bạn chọn lựa mãi đâu, vì cơ hội chẳng đến nhiều lần. Và nếu bạn chưa biết mình muốn gì sau tốt nghiệp, thì đây là chuỗi câu hỏi gợi ý cho bạn. Chúng sẽ giúp bạn tìm ra đích đến mà bạn muốn. 1. Với bạn, một cuộc sống hoàn hảo sau đại học sẽ trông như thế nào? 2. Những ước mơ và nguyện vọng lớn nhất của bạn là gì? 3. Đam mê của cuộc đời bạn là gì? 4. Bạn thích làm gì nhất? 5. Bạn có thể giải quyết vấn đề nào? 6. Bạn có thể đóng góp giá trị gì cho thế giới? 7. Biển cảnh này có làm cho bạn thấy hào hứng không? Hãy dành một phút để ghi lại và trả lời những câu hỏi này. Tôi tin bạn đã có sẵn tất cả những câu trả lời rồi. Hãy giải mã giấc mơ lớn nhất cuộc đời bạn và bắt đầu hiện thực hóa chúng. Hãy cho bản thân một cơ hội để cảm thấy mình đang sống, để sống cuộc sống của mình theo cách của chính mình. Buổi sáng diệu kỳ dành cho sinh viên chắc chắn sẽ là liều thuốc tinh thần cho bất cứ ai chưa thành công trong việc chỉnh đốn kỷ luật bản thân và lãng phí khoảng thời gian vàng trong ngày. Buổi sáng diệu kỳ là cách nhanh nhất để bạn khai phá tiềm năng của chính mình và tận hưởng cuộc sống phong phú trọn vẹn. Bạn đã sẵn sàng đưa cuộc đời lên một đẳng cấp cao hơn chưa?